Một video cũ ghi cảnh Zack và người hâm mộ tương tác với nhau bất ngờ được chia sẻ lại. Khi được trợ lý thông báo có fan nhí đòi gặp mình, anh đã không ngần ngại từ trong xe ra trời nắng để chiều lòng bạn nhỏ này. Trong khi Zack đang ngồi trong xe ô tô chuẩn bị đến địa điểm khác thì bất ngờ nhận được thông tin từ trợ lý. Theo đó, người này đã mở cửa xe và bảo rằng, anh ơi ra cho bé nhỏ nó gặp anh cái nha, nó khóc kìa. Không chần chừ, Zack đã ngay lập tức và từ trong xe lồm cồm bò ra ngoài trời nắng để gặp fan nhí đang khóc vì chưa được gặp mình. Hành động này của anh nhận về nhiều lời khen, bởi lẽ trong showbiz Việt, Zack luôn được mệnh danh là nghệ sĩ chiều fan bậc nhất. Yêu thương fan nhiều như vậy nên chẳng quá ngạc nhiên khi Zack nhận về không ít món quà ý nghĩa từ người hâm mộ. Cách đây không lâu, nam ca sĩ đã từng chia sẻ loạt hình ghi lại căn phòng được phủ kín bởi những món quà fan gửi tặng, thậm chí chúng nhiều tới mức mỗi khi dọn nhà Zack đều cảm thấy bất lực. Anh còn hài hước đùa, tôi dọn dẹp từ hôm qua, đến nay dọn tiếp. Không chỉ vậy, anh còn tạo dáng cùng những món quà cực đáng yêu khiến fan không khỏi ấm lòng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nóng 24 giờ. Xin hãy nhấn đăng ký và theo dõi những tin tức mới nhất.